Xin chào các bạn. Video các bạn vừa xem là một món quà gửi tặng các bà, các mẹ, các chị em phụ nữ nhân ngày 20 tháng 10. Chắc các bạn cũng biết, giai điệu vừa rồi là một loại sáo thổi. Nhưng tên nó là gì? Sao lại có hai cái gắn liền với nhau? Hình dáng và cách thổi lại khác với sáo trúc. Đây là cây sáo mèo, hay còn gọi là sáo hơ mông, một nhạc cụ gắn liền với đời sống văn hóa tinh thần của người dân tộc Hơ Mông, một dân tộc ít người sống ở vùng núi phía tây bắc nước ta. Đây cũng là một phương tiện cùng với cây khèn để các chàng trai thả thính giao duyên với các cô gái xinh đẹp trong bản. Cây sáo này âm thanh, cấu tạo và cách thổi giống như cây khèn bầu của Trung Quốc. Cấu tạo của sáo mèo khác với sáo trúc do bộ phận thổi là một thanh dung làm bằng đồng hay còn gọi là lưỡi gà. Người làm sáo gắn miếng đồng mỏng giống hình lưỡi gà vào thân sáo. Khi thổi, người thổi ngậm cả đầu ống có lưỡi gà vào miệng để thổi. Chính vì vậy, cây sáo mèo rất dễ thổi. Ví như tôi, các bạn nhìn, môi của tôi rất dày nên không thể thổi được sáo trúc. Nhưng sáo mèo thì tôi có thể thổi được. Vì sáo trúc phải đặt môi vào lỗ thổi làm sao hơi vào trong ống sáo mà không bị phì hơi ra ngoài. Trên thân của sáo mèo có 7 lỗ sáo thẳng, một lỗ định âm và ở phía dưới có một lỗ sáo dùng cho ngón cái. Đây là cây sáo kép. Cây sáo con cũng giống như cây sáo to, chỉ khác về vật lý là nhỏ hơn và âm vực cao hơn sáo to 2 quãng 8. Sáo mèo chỉ thổi được một số bài vì bị thiếu âm, chỉ có 5 âm. Âm vực của sáo mèo hẹp, không lên được quá 2 quãng 8. Nếu sáo đô chỉ có 5 âm: đồ, rê, pha, son, la, đố, rế. Nhưng sáo mèo có âm thanh rất đặc biệt. Thôi, nói nhiều cũng không bằng thực tế. Sau đây, mời các bạn nghe âm thanh của sáo mèo với những bản nhạc rất quen thuộc.